Em chỉ chó hả? À? Chỉ chó. Đứa này có ai? Con ai? Con gì nữa? Con mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? Dạ. Tên gì? Chó này sủa dữ quá. À sủa dữ vậy? Hello. Con mấy tuổi? Trai. Trai hả? Ồ, đẹp trai quá. Giờ trai. Con trai giống giấy vậy. Ôi da. Mấy tháng rồi chứ? Mới có 1 tháng rồi, rưỡi à. Mới rưỡi hả? Rồi, dư quá. Để duyên hai đứa hay hả ba? Hả? Chị ba đứa. Hai. Hai đứa. Em coi nó kìa. Em coi hả? Con cũng chút lớn á. Chút lớn. Ba mẹ đi làm hết hả? Mấy đứa nhỏ này. Đi hết trơn, có đứa nào. Mà nó nói thường thường thôi, nó nói một đứa à. Mà bố kia nó làm sáu mấy đứa. Cái nó không nói, nó không dừng dậy. Ở bố kia, để nó nói một đứa. Tôi vừa phải cua đôi là 5 giờ sáng đi. Ừ, sáng sớm mai đem đây giờ. Chiều, chiều, chiều. Chiều, 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 chiều. Chiều, 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 chiều. Ờ, thì nó đông quá, nó đâu có được dậy của gì đâu. Cảm ơn em đi sử dụng.
áo mà ngầm mùa mấy rồi sống đi rồi. Đó còn Nga đã rủ ra đi. Có sáng ra gặp Nga ngồi ngay. Cái còn hai chị em nó dẹp một lượt luôn. Bữa đi tiền, bữa đi tiền quá, đi khác chiều á. Thì bạn không đi. Mà đi chỗ này không đi mưa không ấy. Có gì cũng còn thấy cái không khí của nó còn cái đi ô nhiễm à, hai mùi mùi xình non quá. Đi chỗ nào, đi đường nào mày dắt vòng vòng cái đường của ông Dung rồi đi xuống. Đường hay nữa, cái đường sáng nó chưa làm xong đó, nó còn bề bộn quá. Nó còn đang xây dựng á, nó chưa có đâu vào đó. Cũng như cái khu cất còn lèo chèo. Mấy mấy cái chỗ mà lắp xong rồi lại còn mới mấy xong thường nuôi cái trong rồi mình đi ngay bờ sông mới tốt. Cái đường đi rồi nó còn có. Đã hơn lần trước. Dạ. Anh ấy trẻ hơn ha. Chị hoài á. Còn ở nhà thành phố thì anh lớn nhất là mấy chị hoài không. Anh biết là như vậy thì vậy thôi, chứ ở nhà là người cũng lo, cũng làm ăn cũng bình thường vậy đó, cũng lo cho mấy đứa em rồi nó học này kia. Bây giờ thấy là già già hơn. Thiếu thiếu em cũng vậy đâu, giờ đâu thiếu thiếu như con thấy như nhỏ con hơn à. Tại giờ giờ ai cũng thấy lớn rồi, giờ thấy thiếu nhỏ con hồi xưa thấy bự con như vậy nhỏ. Vừa rồi đậu được 93 học bên bác sĩ về tâm lý, không biết được anh xong mới mới cái năm thứ nhất à. À, chứ chú đó vừa đi học và vừa đi tu, vừa chú bồi đi tu. Đây là trai à? Trai á, dạ. Hai cha với gái. Cha mà tôi cha đâu, cha luôn vậy mà con cái cũng đi học. Vừa đi học vừa tu luôn, về học bên đọc khác bên này kia rồi. Mày cho đi tu luôn hả? Thì nó thích hả? Nó tu mà nó khổ quá. Bên đó tu vẫn đi học bình thường. Cũng cũng vẫn sách em vừa đi em vậy à. Thầy ở chùa đó nó học xong nó tu học qua đại học xong bên này cho qua Đài Loan bên này đi học được nữa. Đúng rồi. Tại vì giờ mấy cái thế hệ trẻ giờ muốn thầy trẻ lên cũng như thay thế nó nói thì học tàu cũng là nếu khả năng có cái tài á. Bài bài đó có bài nhà không, thi bài nhà không? Không, ở chùa thỉnh thoảng cũng như bữa qua qua đưa đi á, có về để tránh cả cái việc như bà nội bà trong này kia đi họ đi về nhưng mà thường thường trong thầy nó nói trong gia đình mà có một người tu là cố nhớ cả. Rồi mấy đứa em nhỏ, mấy đứa gái đó, mấy đứa đó, có đứa rồi út, mấy đứa đồng em nó cao, mấy đứa gái nhìn cao đồng đó. Đó là chắc là nó cao. Nó cao, nó cao, nó cao, không lớn nổi. Nó học giỏi lắm á, học cũng bữa nay giờ thấy cũng có đầy đủ sữa cho con nít này kia rồi, thấy quảng cáo hậu thứ gì đâu, còn hơn bên đó nữa. Mình có gen anh ơi. Chẳng hạn mình có gen di truyền. Ừ. Thấy đứa nhóm như con mấy chị ở đây cũng dạy đứa nào cũng được hết á. Mà sao nhiều khi không có điều kiện anh chị đi học. Tại hồi đó dạy không vô, đang học lúc đó anh đang học ngon lành, cái 75 vô. Rồi cái má dẫn về quê rồi vô đây lúc đó giải phóng mới vô đâu có học gì đâu vì lúc đó phải lo làm xong rồi nghĩ ra học nó học cũng giỏi lắm. Hồi đó bà nè giải phóng á về vô là nghỉ trước còn sao xưa anh học á cho học năm nay là xuống giờ thầy trường cái tháng gì đó loại là chung lớp với anh đó thầy trường á đó là hồi đó học chung bạn anh đó học cùng học cùng lớp anh đó hồi đó học thêm với cô Sương rồi kia học chung luôn á. Rồi Khang này giờ làm phường hay là có gì làm gì đó hồi đó học chung lớp anh Liêm á Liêm á Liêm á Liêm á hồi đó học bình ông bữa nay sáng ai nói chuyện với con rồi con xí xí bạn bè cũng nhiều hồi đó học cũng nếu mà cho anh chọn lại ông sang kia là anh chọn được cái nào thì cứ nghe anh cho anh chọn lại là Việt Nam học bên lại sang kia mỗi người mỗi số à, mỗi số chứ giờ biết được đâu. Giờ cái tuổi nó qua rồi mình tìm cái khác, mình học cái khác nữa. Bây giờ mình không phải học về cái ấy nữa, mình học về cái bên phật bên thầy kia về đạo dạy con cái, về cái tìm cái đường hướng khác nữa. Mọi người có mọi cái số, mọi cái gì. Bây giờ mình học về đạo về đời về chuyện kia cái sự khác nữa thế nào bây giờ như là mấy đứa có căn tu hả căn đó là anh này có căn tu hả căn tu với mấy đứa con gái nó cũng vậy đó tại vì cho sinh hoạt gia đình phật tử là nhà có mấy đứa nhỏ chung á vừa học vừa làm nhỏ ở đi đâu cầm phật tử nó qua vừa học được đạo trung đạo học phật tử á tại vì nó học mấy đứa nó cái vợ thằng cái tuổi đó
Rồi. Đi đâu cần vậy thì kia chứ phạt là tối cũng vậy, chứ phạt cũng biết hồ sáng vậy hay vậy. Đi máy bay từ qua đó đây là nó ngồi nó lượn chuỗi không á, nó đồng kinh không á, nó nói đồng kinh để cho chính với bay là đi được thuận lợi bình an á, cho bay được bay lên trời lên cho đừng bay xuống. À, giống như nó giúp chứ giúp chứ cái cầu ấy, cái cầu ấy cầu ấy gì tốt. Không dám đi tù biết cái cầu đó cầu ai lấy kia phải chở đi mà nó sợ nó hư phải chở năm mấy người kia và nó chạy cặp vô bên tại tai nạn luôn, cặp bên đi đâu luôn cũng bắt đầu đây bữa đó chạy từ bên đó anh lái cũng nó tại công và chạy vô tại tai nạn luôn. Lúc đó vô là gặp dẫu gặp đúng ra đợi số mình là hết nửa số ở trong đó. Vô qua đảo gặp hết á. Kéo là gặp trong đó, ban là kia là gặp luôn. Kéo là bảo là kia là vô trong đó là rồi từ mấy người đó đi qua trước gửi hình về đây mình coi á, mình tưởng là bên Mỹ hết giờ rồi, giờ qua đảo gặp mấy ổng bên đó. Hồi đó mà hình màu mình thấy hình màu đẹp cái mùa hồi đó mình là trắng đen mà. Mấy ổng gửi hình màu mình thấy trò mấy người ngố nha. Tưởng sao giật biên qua bển gặp mấy ổng toàn tay ông ngoài đảo. Ông nào lấy một mặt người sọt đi bắt con bắt cá gì đó. Mỗi tháng thì mỗi tháng còn nó vô nó nhận. Nhận người đi Mỹ thì Úc thì ra. Hồi đó người Vũng Tàu đông lắm, cho đảo đi đâu. Hết rồi, giờ nó cao quỷ nó dẹp rồi. Đi cái thời giờ Ấn Độ, bán tăng hay là Ấn Độ á. Hồi đang đi qua Úc á. Cũng vô Úc nhiều lắm. Giống như tình trạng cái nước họ cũng giống như là chiến tranh á. Giống như khi nào họ nhận khi là nhân đạo về chiến tranh thôi. Chứ còn mà mình đi về kinh tế là họ không có nhận. Tại vì chiến tranh á, thì khi bắt buộc họ phải rời về chính trị. Cho nên họ không còn đường cùng á, rồi họ mới nhận. Đó. Bây giờ nó giờ còn... Giờ lãnh đổ thôi, bắt đầu vô Úc nhiều lắm. Đúng rồi. Anh Hòa là người siêu ba đi, em anh sao đi cùng lúc được? Em đi với chị Ga. Anh dẫn đi với chị Ga. Phải có người bảo lãnh sang bên kia chứ. Bác ba đó. Bác ba là thằng anh. Bác ba đó. Ở đảo. Ở đảo rồi kia. Qua như là mình ở đảo xong có người bên kia bảo lãnh. Thằng nhà đứng thay anh. Bác ba. Thằng khác á. Đúng rồi, thằng khác đứng ra. Bác ba đứng. Nó lấy vụ riêng qua bển hỏi là thân nhân mình ra ai bên mình. Tên là. Còn nếu không nhận nữa là phải đồng ý nó nhận. Tới. 4 năm ưu tiên lận. Cha mẹ như đi lính hồi xưa hay là mình có học thức tiếng Anh hay là có sinh nhân nước lên lên phỏng vấn còn nếu không có gì nó gọi là hút rác. Rồi giống như không ai thân nhân á, Mỹ nó qua nó hút rác là mình không có thân nhân gì hết á, là nó hút về nước đó. Rồi mới nó gọi là hút rác. Giống như mình là rác á, nó hút về á. Danh từ đó, hút rác. Hồi xưa thấy cũng cực đó nha. Nghe có nhiều người cả đi cũng nghe bảo nếu mà biết khổ thì người có người cũng khổ thì người may gặp mà may nó vô cái nhận cho mình đi rồi nhiều khi ở bên 3 tháng 6 tháng là đi bên Mỹ mất rồi tại bên ở thời gian ngắn thôi đâu thời gian khổ là mấy người đi sau mà cái đợt sau những cái đợt sau này là nó đóng cửa cao quỷ nó đóng cửa đó mấy người hiểm giống như con coi bắt bố á đi đó, về đó nó mấy cái đợt đó là mấy cái vàng nó không nhận đóng cửa đó tại vì trả về chở tàu ra mà rồi nó nhận tại đây khỏi cần đi qua bển con muốn tội mấy người sao tại cao quỷ giờ nó nói là nó không có nhận nữa nó đóng cửa chị nào rồi có người về hô đê đi này kia đi đợt anh đó nói chung ra cho hồi đó là lúc đó không còn về chính trị nữa nó mà đi thuộc kinh tế rồi. Dắt anh Dưỡng, dắt anh gì? Anh Dưỡng gì nữa đi nữa mà. Anh gì? Khải gì đó. Bốn người luôn. Khải quê vô nó vô. Khải. Vậy mà anh không. Lúc này con đi theo ba xe con tám đầu đi lên. Con lúc này có liên lạc gì, có biết thôi à, ảnh hay sao? Khải thì lúc đó 19 tuổi mà nghe. Ở đó anh dắt anh Hải. Rồi là Khả nó thiếu nhau của thứ bảy đó ông gì mà ở đó chạy ghe ai đi ghe quầy bên đây ông ký mua ông ký bà gì bán mua cái bà mọi giống như đi ký chạy ký ông bà ở bên Úc luôn á ở kiểu ba ông con luôn á ai nè đi ăn ở nhà không ở bên đó bà hai ở lớp mình đi mọi đi hết là lỡ có chuyện gì sao đó nói quá rồi hai này đang đi học rồi số đó này nửa đêm về kéo là hai này đi là này biết cái gì không đi thì cứ đi đâu biết đâu biết đâu biết đâu đâu biết là gì đâu đâu chứ mà biết cũng sợ nha không mình biết đi vượt biên rồi đó nhưng mà mình đâu biết vượt biên ra sao đó thì thấy giờ hình gửi về đó đẹp thích đi thôi chứ không biết như thế nào đâu mình lúc đó đâu biết lúc là tụi anh đâu biết thì mình chết chóc hoài hải tặc gì đâu biết đâu lúc đó mình đâu biết mình qua bên đó mình biết chứ lúc mình ở bên đây đâu có ai nói vụ đó đâu có ai nói vụ hải tặc rồi đối tác rồi đó đâu biết ai nói
đây mà nó chạy ra nó có ai đâu biết cái hà lộ đó là biết đi hình chú chưa về để đi toàn với đi ra của là quỳnh là đi đi việc tính chết luôn không thức hai đêm con của bà tại vì nhớ quỳnh nhiều lắm tại vì thấy bóc thương nè rồi lớp rồi bị bắt nè rồi lớp ra đó rồi sao chứ không biết đường nè lớp bị cướp nữa dạ thù chết là bị cướp tại vì mình phải đi ngang qua đường Thái Lan Lan mà lúc đó nó ra từ tàu á, nó đi ghe bự giống như giờ ghe bầu ghe bự ghe anh gặp vậy đó, nó ra rồi nó chậm nó làm hàng rào, nó đi dán hàng rào vậy đó. Lúc đó có điện thoại giúp mình Việt Nam chưa có điện thoại, chiếc này gọi chiếc kia chứ không, chỉ khi nào mình chạy qua bên cái hai con nó mới chạy bằng đêm là mình mới thoát thôi, chứ ban ngày là bị dính hết. Lúc đó anh chạy bằng đêm thấy đèn vậy mình biết là mình cái đường mình cứ đi mình không có cát, mình cứ chạy. Mà lúc mình có gặp nó là mình không tỉnh táo, mình xin dầu mình hỏi rồi mình đi chứ mình không. Mà trước kia đấy chứ anh cũng nghiên cứu kỹ mà đi anh hơi đi đại cũng coi biết sơ sơ nghiên cứu đó là bàn đi đây là bàn chứ lúc đó là đi biển này kia đi xem chú bảy đi ghe nhà lúc đó anh đã ghé anh lái ghe nhà đó là lái nào thôi mấy người ta tổ chức anh đã anh đã biết biết này biển nó mau như năm rồi lúc đó nhà sắm rồi thì giao cho anh coi rồi chứ đi thì anh đã biết chứ định là chứ nó hơn rồi cũng gan.